Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ phẩm thứ 19 thọ dụng đầy đủ. Lại nữa, chúng sanh ở thế giới cực lạc hoặc đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy, hình dung tướng mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, thọ dụng phong túc, cung điện phục sức hoa, phan cái tất cả đều trang nghiêm. Các sự cần dùng đều theo ý muốn, khi muốn ăn chén bát bằng bảy báo tự nhiên hiện ra, trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn. Tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn, chỉ thấy sắc ngửi hương, ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng, không có đại tiểu tiện, thân tâm nhẹ nhàng, không tham liếng hương vị, dùng rồi liền biến mất, đến giờ lại ăn hiện ra. Lại có nhiều y phục báo đẹp, giải mũ áo bằng anh lạc, trăm ngàn màu sắc chói vô lượng, tất cả tự nhiên mặc vào thân. Nhà cửa xứng với hình sắc, lưới báo giăng trên không, linh báo treo khắp, đẹp đẽ lạ lùng, bỗng loáng sáng ngời hết sức tráng lệ. Lầu cát lan can, mái hiên điện đường, rộng hẹp buông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc giữa không trung hoặc trên bàn đất, thanh tịnh yên ổn, vi diệu an vui, tùy ý hiện đến đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cho ai nghe được đoạn kinh này đời đời kiếp kiếp đều có của ăn dư vật. Nguyện cho ai nghe được đoạn kinh này lúc lâm chung được giảng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.